Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Điện Lạnh Mai Chi. Thì hôm nay mình có sửa chữa cái tủ lạnh Samsung. Thì mình sẽ làm video clip để chia sẻ cho các bạn một cái dụng cụ đồ nghề mình thấy là rất là hữu ích cho anh em làm điện lạnh. Đây. Đó. Tủ này khá là đẹp. Khá là sạch sẽ và đẹp. Đấy, con tủ này là RT22, dung tích là 234 lít. Thực ra thì mình rất ít khi là mình làm video clip chia sẻ cho các bạn về cái phần cơ trong cái sửa chữa của điện lạnh. Thì thực ra là cái phần cơ thì mình nghĩ là nó cũng khá là đơn giản thôi, thì đa phần là các anh em đều làm tốt. Chính vì thế mà mình sẽ cái khi làm cái video clip mà chia sẻ, thì hôm nay mình sửa tủ này thì mình chia sẻ với các bạn về một cái dụng cụ này mình thấy nó rất là hay và hữu ích, thì mình chia sẻ trên đây. Nếu anh em nào mà chúng ta thấy hay thì chúng ta có thể là trang bị cho mình để chúng ta sửa chữa và làm nghề cho nó đơn giản. Thế thì cái tủ lạnh Samsung này thì nó bị hư hỏng cái đoạn sấy máng nước này, cái đoạn sấy để chống tràn máng nước thải ấy. Thì chắc là anh em cũng không lạ gì cả. Thông thường thì anh em chúng ta có thể là thường là các bạn sẽ gì cắt bỏ đi, các bạn đi thẳng ra bên ngoài. Đấy. Thế nhưng mà như mình thì mình sẽ không bỏ, bởi vì khi mà các bạn bỏ như vậy thì khách hàng thường xuyên mắc phải cái tình trạng là bị tràn máng nước, dẫn đến là có nhiều khi là bị rỉ hết cả cái chỗ chúng ta, cái khay mà chúng ta lắp cái block này. Đấy. Đấy là cái hậu quả của cái việc mà không có cái dây này, là thường xuyên bị đầy tràn máng nước. Thì cái tủ này thì nó gặp cái ban bệnh là nó bị hư hỏng cái ống này, nó mất ga, dẫn đến là gì? Dẫn đến là cái block bị chết các bạn. Block bị chết. Đấy. Thì bây giờ để mà sửa cái máy này thì mình sẽ phải thay thế cái block. Thế nhưng mà cái block này thì cái dầu máy nó bị đen. Đó, mình đổ dầu ra là dầu rất là đen. Đấy, thì chính vì thế mà dầu nó đen, thì nếu như các bạn là không vệ sinh hệ thống lạnh đi, các bạn thay block mới vào thì sớm thì muộn thì các bạn này cũng lại chia tay với cái block mới. Bởi vì khi mà nó bị bẩn dầu như vậy thì cái dầu trước khi cái máy này nó chết ấy, nó đẩy cái dầu đen lên hệ thống, sẽ làm sau này các bạn gì tắc cáp, tắc phin, và chúng ta chủ quan, chúng ta sửa chữa, chúng ta cứ thế chúng ta thay thế lúc mới thì có thể sẽ dẫn đến tình trạng là chạy một thời gian, dẫn đến là lốc bị mất hơi hoặc là chết block các bạn nhé. Thế thì về cái phần máng nước ấy thì các bạn có thể uốn một cái ống đồng, cho các bạn dùng cái ống đồng dày khoảng tầm 7.1 và bạn nào có dày hơn thì càng tốt. Bạn uốn như này, mình thấy cũng đơn giản thôi, mình uốn bằng tay này. Mình chả cần dùng cái gì vì nó là ống 6, cho nên các bạn cứ dùng cái lò xo, các bạn uốn, các bạn đúc lò xo và các bạn uốn như này. Đấy, mình uốn y hình cũ của nó luôn. Rồi. Thế còn về cái vấn đề cái block này nó chết thì chúng ta sẽ phải thay thế cái block mới. Và chắc là có nhiều bạn ở đây cũng thắc mắc là vì sao mà cái block ga R600A nó lại hay chết đến vậy, mà khi tủ xảy ra bị xì ga, hở ga hoặc là bị tắc thì block của ga 6 R600A lại dễ chết hơn là ga 134 thông thường. Thì ở đây thì mình sẽ xin chia sẻ cho các bạn là một cái điều như thế này. Thực ra thì đây là cái kinh nghiệm cũng như là nghiên cứu của mình, thì mình thấy rằng ga lốc block sử dụng ga R600A là block sử dụng dây nhôm. Đấy, chính vì thế mà nó lại rất là hay hư hỏng, bởi cái nguyên nhân đó là khi mà cái block ga R600A này dây cuốn bằng dây nhôm, mà cái hiệu suất làm lạnh cũng như là cái khả năng làm mát block của ga R600A là rất là tốt, giải nhiệt được cái block tốt. Chính vì thế mà khi tủ chạy bình thường thì block không vấn đề gì cả. Thế khi mà tủ của chúng ta bị hở ga cũng như là bị tắc cáp, tắc phin thì dẫn đến là bị mất lạnh, thì nó không có khả năng là giải nhiệt được cái block khi nó còn chạy ok nữa. Chính vì vậy mà cái block sử dụng ga R600A lại rất là dễ hư hỏng.
Đấy, có nhiều bạn thì có thể là chúng ta nạp ga mà bị tắc, chúng ta không để ý, chỉ cần qua một đêm hoặc là tủ chỉ mất xì ga chạy qua một đêm thôi là chúng ta đã hy sinh cái block rồi. Thế còn đối với những cái loại block mà sử dụng ga 134, kể cả là dòng inverter nhưng mà sử dụng ga 134 thì dây cuốn của nó bằng dây đồng, chính vì thế mà khi xảy ra bị mất ga hoặc là bị tắc nghẽn thì block vẫn không dễ gì chết được các bạn nhé. Rồi, đó là cái nguyên nhân mà cái block sử dụng ga là 600A dễ bị hư hỏng hơn block sử dụng ga 134 thông thường. Rồi, như đấy, đó là những cái chia sẻ từ những cái kinh nghiệm của mình xin chia sẻ như vậy. Trước khi thay thế thì mình sẽ phải vệ sinh cái hệ thống này thật là sạch. Mình sẽ vệ sinh cái dàn lạnh cũng như là gì? Để cho cái cáp này nó được thông thoáng. Đấy, thứ hai là cái dàn nóng. Đấy, mình vệ sinh cả dàn lạnh dàn nóng cho thật sạch sẽ. Thế thì công việc ở đây là gì? Mình sẽ là thay thế là như vậy. Còn mình giới thiệu cho các bạn thì một cái dụng cụ. Một cái dụng cụ để chúng ta có thể là vệ sinh một cách dễ dàng. Kể cả khi các bạn sửa chữa điều hòa, các bạn thay thế dàn, đặc biệt là những cái dòng máy LG cũng như là dòng Sharp hay dòng các bạn là dàn nhôm ấy, khi mà nó bị hư hỏng mất ga ấy. Đó, hoặc xong một số cái tình huống là gì đấy mất ga ấy, các bạn thay dàn cho khách hàng một dàn đồng, thì các bạn sưu tầm những cái dàn đồng cũ người ta để lâu không sử dụng, hoặc là những cái dàn của những cái máy mà người ta cắt ra từ những máy nội chết lốc người ta thanh lý, thì cái dàn đó nó rất là bẩn, nếu các bạn không vệ sinh đi thì các bạn cũng lại sớm hay muộn thì cũng lại bị chết cái block điều hòa. Đấy, thế nhưng mà theo mình thì mình cũng làm nghề một thời gian khá là dài và mình đã sử dụng cái dụng cụ này khá là lâu rồi, nhiều năm rồi, và mình thấy là rất là ok, nên hôm nay mình quyết định là chia sẻ cho các bạn để anh em chúng ta cùng nhau tham khảo. Thế thì ở đây mình giới thiệu cho các bạn, mình sẽ sử dụng một cái dụng cụ này để chúng ta rửa cái hệ thống này bằng xăng. Thì theo như các bạn biết thì khi mà cái dầu nó bị đen ấy thì các bạn có nhiều phương pháp để vệ sinh, các bạn có thể dùng nitơ để đẩy. Đấy, thế nhưng mà theo mình là khi dầu đen ấy, thì chúng ta rửa bằng xăng rất là sạch luôn. Vì thứ nhất là cái dầu nó tan được trong xăng. Đấy, nó sẽ làm cho những cặn bẩn, những cái keo trong đường ống này nó tan ra theo cùng với xăng ra hết. Đấy, và khi đấy thì hệ thống chúng ta rất là thông thoáng. Thì chúng ta thay lốc, mình cam kết là đảm bảo các bạn là gì? Các bạn thay lốc máy khác cũng như là sửa lại cái máy đó chạy rất là ok. Đấy. Thế còn khi mà cái máy mà nó bị chẳng hạn như cái tủ lạnh này mà nó bị hư hỏng cái dàn lạnh các bạn nhé, thì nó hút nước vào trong hệ thống. Thì cái nước nó vào trong hệ thống các bạn lại không thể dùng xăng để vệ sinh được, vì nước không hòa tan với xăng. Thì chúng ta lại sẽ dùng phương pháp khác, và khi ấy thì mình sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm đấy, trong cái sửa chữa ga, những cái dòng ga đặc biệt là ga R600 này là rất dễ bị tắc ẩm ở một cái dạng gọi là gì, âm sâu nhá. Đấy, tức là ga R600 này thì các bạn thấy là gì, cái khả năng tắc ẩm ở âm sâu nó rất là cao, cho nên chúng ta làm chân không cũng như loại bỏ hơi nước trong hệ thống mà không kỹ càng, không đạt tiêu chuẩn thì nó rất dễ bị mắc cái bệnh gọi là tắc ẩm các bạn nhé. Đấy, thế thì quay trở lại với cái dụng cụ này, mình xin giới thiệu cho các bạn là đây là một cái bơm xăng của ô tô. Đấy, bơm xăng này chạy điện 12V rất là thuận lợi, áp lực rất là mạnh luôn. Thì các bạn muốn mua cái bơm này thì các bạn có thể ra ở cái cửa hàng bán phụ tùng ô tô bất kỳ, các bạn hỏi mua cho mình là cái gì, cái bơm xăng của xe 5 tạ nhá, bơm xăng. Đây, bạn nào mà mới có thể chụp cái mẫu, chụp màn hình để lấy cái mẫu này, các bạn ra các tiệm mà bán phụ tùng ô tô các bạn hỏi mua, chi phí nó khoảng tầm 200k, khoảng tầm 200k. Đấy, thì khi mua về thì các bạn sẽ có một cái bơm như này thôi. Đấy, thì ở đây mình đã có một chiếc mình đang dùng thường xuyên, nhìn nó hơi cồng kềnh một tí, tại vì là mình cũng tận dụng nhiều cái mình cái nguồn của nó, thì mình dùng cái biến áp lò vi sóng mình chế sang cho nên nó hơi dày hơi nặng. Thế còn các bạn mà làm nhỏ gọn, thực ra là mình cũng lười, mình cũng chẳng có thời gian để chuyển đổi, nhưng mà mình giới thiệu cho các bạn thôi. Thì các bạn có thể tùy theo các bạn sẽ dùng phương pháp nào cho nó đơn giản và nó dễ nhất có thể. Thế thì cái bơm này nó chạy điện 12V, thì các bạn có thể gì? Các bạn có thể mua cái nguồn tổ ong 20A ở trên mạng ấy, nó cũng rẻ thôi. Hai là các bạn có thể lấy nguồn biến áp nào cũng được, nhưng mà cái dòng ra nó phải hơi cao một tí các bạn nhé. Nguồn 12V nhưng mà cái dòng làm việc ra nó phải tầm 23A trở lên các bạn nhé. Chứ dòng mà ra bé quá thì cũng không dùng được ạ. Cái bơm này nó, cái dòng làm việc nó rất là lực cao, vì động cơ nó rất là mạnh. Đấy, hai là một cách dễ nhất mà các bạn có thể là ở đâu cũng có thể dùng được, đó là các bạn là gì, các bạn là cặp trực tiếp vào cái bình ắc quy xe máy ấy. Mỗi một lần các bạn, bởi vì thực ra là chúng ta là thi thoảng chúng ta mới phải dùng đến cái dụng cụ này thôi. Có những con máy nào nó bị dầu đen hoặc vệ sinh dàn điều hòa những gì đấy chúng ta mới phải dùng đến cái máy này thôi, thì chúng ta có thể cặp vào, nếu bạn nào không trang bị chúng ta có thể cặp vào cái
bình ắc quy của cái xe máy, mà mình nghĩ là bạn nào cũng có xe máy rồi. Đấy, thế thì như các bạn đi mua về thì cái bơm nó như này. Nó sẽ có hai cọc cấp điện, một cọc to, cọc bé các bạn nhé. Đấy, một cái cọc là to, một cọc bé, và quy định của người ta đã ghi sẵn trên này rồi. Đấy, một cọc âm và một cọc dương các bạn nhé. Đấy. Thế thì các bạn có thể làm theo cách của riêng mình, hoặc cũng như là các bạn sẽ chế một cái dây dẫn sẵn như mình như này. Thì như các bạn biết đấy, thì cái đầu này nó rất là to, chúng ta cắm trực tiếp dây ga vào đây thì lại không được, vì dây ga chúng ta cái lỗ rất là nhỏ. Đây, giả sử các bạn sử dụng cái dây ga cũ bỏ đi, các bạn tận dụng một mẫu như này, mà các bạn thấy là lỗ trong cái dây ga rất là bé, nó chỉ vừa cái ống 6 thôi, mà cái lỗ này, cái đầu đẩy ra của cái bơm này thì nó lại to, cho nên chúng ta không cắm được vào dây ga trực tiếp. Thì các bạn có thể làm theo như mình đã làm, các bạn lấy một cái mẫu dây của cái oxy, dây oxy hàn ấy, dây oxy, dây bình ga với bình oxy hàn của chúng ta, cắt được một mẫu như này, các bạn sẽ cắm trực tiếp được vào cái đầu như này luôn. Xong các bạn dùng cái đai siết, các bạn siết lại như này. Đấy, các bạn siết lại như này, siết lại như này. Đấy, là nó rất là vừa luôn. Thế còn cái vị trí mà gì tiếp giáp giữa cái dây đấy với cái dây ga này, thì các bạn, như các bạn biết là một bên thì nó to, bên bé, thì các bạn có thể kiếm cho mình một mẫu ống 8 và một mẫu ống 6 các bạn hàn với nhau. Thì cái ống 8 ấy, các bạn đai về bên cái dây ga này, còn là dây oxy này. Thì còn cái đầu 6 thì nó lại rất vừa dây ga, các bạn sẽ đai về cái dây ga này, để chúng ta có một cái đầu gì, đầu ra ở dạng vặn như này, chúng ta sẽ mỗi lần chúng ta vệ sinh chúng ta sẽ hàn cái ti sạc, thì chúng ta sẽ vặn vào, chúng ta vệ sinh nó rất là thuận lợi. Đấy, tháo lắp cũng rất là thuận lợi. Đấy là về vấn đề về chia sẻ về chế đồ thì mình chia sẻ như vậy. Đấy, một điều nó lưu ý đó là cái bơm này khi các bạn mua về nhé, thì nó có một cái lưới lọc như này, thì các bạn chú ý là chúng ta sẽ phải giữ gìn cái lưới này sạch sẽ, chúng ta không, nhưng mỗi lần chúng ta vệ sinh mà cái nó bị bẩn ấy, chúng ta đem ra chúng ta rửa xà phòng phơi khô thì cũng được. Đấy, thứ hai là chúng ta tuyệt đối không được bỏ cái lưới này đi, vì khi các bạn bỏ cái lưới này đi ấy, thì nó sẽ gì, nó sẽ hút cái cặn bẩn vào trong bơm, làm cho bơm bị mất áp, cũng như là gì, nó sẽ đẩy cái cặn bẩn lên hệ thống và gây tắc cáp, tắc phin. Đấy, các bạn lưu ý nhá, không được bỏ cái lưới này đi. Cái lưới này nó rất là, lỗ nó rất là nhỏ, nó có thể giúp chúng ta ngăn được những cái hạt bẩn vô cùng nhỏ luôn. Đấy, rồi sau đây mình sẽ tiến hành thực hiện rửa cho các bạn xem. Rồi, ok, mình đã kết nối xong hệ thống. Thì ở đây thì mình lười hàn ti sạc, thì mình sẽ dùng một cái mẫu khác mình cắm và kết nối vào đây. Và như mình đã chia sẻ các bạn, thì các bạn hàn cái ti sạc vào các cái đầu này, thì các bạn sẽ vặn trực tiếp cái dây của cái bơm này vào đấy, rất là thuận tiện luôn. Thì một số bạn có thể sẽ thắc mắc hỏi là nếu làm rửa bằng xăng như này thì có an toàn cháy nổ hay không. Thật ra thì nếu bạn nào hiểu biết thì chúng ta làm rất là an toàn thôi, không phải sợ gì cả. Cái xăng như này nó chỉ cháy khi mà chúng ta gì, cái hơi xăng nó bốc lên, nó hòa với không khí đủ cái nồng độ bốc cháy mà chúng ta châm lửa thì có thể nó bắt lửa. Thì còn một cái bát xăng đầy như này thì các bạn có thể dúi điếu thuốc ở đây nó tắt luôn, nó chẳng bao giờ cháy được các bạn nhé. Đấy, trừ khi cái hơi xăng nó bay các bạn châm lửa thì đấy. Thế cách làm an toàn thì cháy này thì thực ra không gây nổ, mà nó chỉ là gì, bắt lửa bùng cháy thôi. Thế nhưng mà mình làm thì chưa bao giờ xảy ra cháy cả. Thì khi mà làm ấy thì các bạn bật cho mình một cái quạt thổi nhẹ, đây sẽ không bao giờ xảy ra cháy các bạn nhé. Thì sau khi các bạn rửa xăng xong ấy, thì các bạn sẽ dùng cái ga 22 cũng như là cái gì, các bạn vặn vào cái đầu, các cái đầu này các bạn mở ga để chúng ta dồn hết cái xăng ở trong hệ thống ra ngoài, trở về cái chai đựng như này. Thì chúng ta sẽ để khoảng tầm 30 phút cho mình. Bạn nào yên tâm có thể khoảng 15 đến 30 phút tùy. Thì theo mình thì mình chỉ để tầm 5-10 phút là chúng ta có thể hàn xì vào hệ thống bình thường, không có vấn đề gì các bạn nhé. Chúng ta sau khi chúng ta dồn hết xăng ra, chúng ta để nó bay hơi hết. Cái xăng này bay hơi nhanh lắm các bạn ạ. Chúng ta để nó bay hơi khoảng tầm 15-20 phút thôi là các bạn hàn vào hệ thống bình thường luôn, không bao giờ xảy ra vấn đề gì cháy nổ. Mình đã làm nhiều năm rồi, cho nên là mình đã làm cách đây khoảng tầm 6-7 năm, mình đã bắt đầu làm đến cái loại bơm xăng như này rồi. Đấy. Rồi, sau khi mình kết thống như này thì mình sẽ cắm điện vào để chúng ta mình ưu tiên. Thì một cái lưu ý đó là các bạn khi mà cái xăng nó còn sạch ấy, thì các bạn ưu tiên rửa cái dàn lạnh cho mình. Đấy, thì với cái dàn lạnh ấy, thì cái cáp nó bé, thì chúng ta sẽ cần xăng rất là sạch. Thế còn sau khi chúng ta rửa hệ thống xong mà cái xăng nó hơi có một chút gọi là gì, đổi màu, tức là cái bẩn nó bị hòa tan trong xăng ấy, thì chúng ta rửa cái dàn nóng này là vô tư các bạn nhé, bởi vì cái dàn nóng là cái lỗ ống nó rất là to, cái cáp là lỗ ống bé, chúng ta ưu tiên rửa dàn lạnh trước cho mình. Và các bạn lưu ý là chúng ta sẽ gì, chúng ta cái hấn cái xăng, cái phần xăng đầu tiên mà chúng ta rửa lần đầu tiên nó chảy ra, có thể cái xăng nó bẩn. Đấy, có thể nó bị bẩn thì chúng ta hứng riêng ra, chúng ta bỏ. Khi nào chúng ta thấy xăng nó chảy thì trong thì chúng ta sẽ đưa nó quay trở về cái máng của nó như này, về cái ca đựng như này.
Đấy. Rồi sau đây mình sẽ cắm điện chạy thử cho các bạn xem. Đấy, các bạn thấy là gì? Bơm bắt đầu hút. Mình sẽ hấn riêng. Rồi. Đó, các bạn hứng riêng ở trong bình, các bạn hứng riêng ra một khoảng lượng xăng đầu như này. Sau khi xăng chảy trong rồi thì các bạn sẽ cho nó trở về luôn như này cho mình. Ok. Và mình sẽ bổ sung thêm một ít xăng nữa cho cái ca nó thiếu xăng. Ok. Ok. Các bạn cứ chạy cho mình rửa như này khoảng tầm 5 phút là ok các bạn ạ. Rồi tiếp sau khi rửa dàn lạnh xong thì chúng ta sẽ tiến hành rửa dàn nóng. Rồi, các bạn thấy là gì? Lúc đầu mình mới chạy ấy, thì cái dòng xăng phun ra từ cái cát phun này này. Các bạn thấy là nó phun rất là yếu đúng không? Phun rất là yếu, nó không được mạnh. Các bạn thấy sau khi chúng ta rửa chạy khoảng tầm 5 phút này, các bạn thấy là cái xăng nó phun ra từ cái cáp này nó mạnh. Nó mạnh, nó sủi tông tông lên như này. Các bạn thấy chưa? Mình chỉ các bạn thấy này. Đấy, sủi tông tông luôn như này, như vậy chứng tỏ là gì? Cái cáp mà đã rất là thoáng. Còn nếu mà nó bị bí cáp á là các bạn thấy là gì? Máy bơm nó đẩy cái xăng này nó ra nó yếu, nó không được mạnh. Đó, khi mà các bạn chạy khoảng tầm 3 đến 5 phút như này thì nói thật, mình nói thật luôn là các bạn sử dụng cái bơm như này thì các bạn chỉ cần nó chạy nửa phút thôi đã bằng các bạn dùng bằng tay. Có thể có nhiều bạn là dùng phương pháp là các bạn sẽ đổ xăng vào cái ống đồng dài khoảng mấy mét, sau đó các bạn dùng ga các bạn đẩy. Thực ra làm thế thủ công thì chỉ cần cái máy này nó chạy một phút thôi cũng bằng các bạn làm hàng vài chục lần như vậy rồi. Như thông thường thì mình sẽ để máy chạy như này khoảng tầm từ 3-5 phút. Đấy, sau khi nó phun thông thoáng như này thì chúng ta ok các bạn nhá. Thì sau đây chúng ta sẽ dồn cái gì? Dồn cái ta dùng ga, ta sẽ dồn cái xăng ở trong cái dàn lạnh đường ống này ra, trở về cái ca này cho nó hết ra cái ca này. Đấy, sau đó mình sẽ chuyển qua là rửa dàn nóng, rồi chúng ta sẽ để cho nó bay hơi trong vòng khoảng tầm 15-20 phút cho nó hơi xăng nó bay hết đi, rồi chúng ta sẽ tiến hành là hàn giả vào trong hệ thống. Rồi chúng ta sẽ lắp lốc mới máy mới vào. Đấy, các bạn hết sức lưu ý cho mình là khi các bạn làm này các bạn cứ bật một cái quạt thổi nhẹ. Một cái quạt thổi nhẹ thì chẳng bao giờ có vấn đề gì. Đấy. Kể cả cái điện này, cái giắc điện này. Mình nhúng xuống xăng luôn nó chẳng vấn đề gì các bạn, nó đâu có bị cháy lửa hay sinh tia lửa điện gì đâu. Đấy, mình làm rất là nhiều năm rồi mình thấy không có vấn đề gì cả. Đấy, an toàn này không là do mình hiểu biết và mình làm cẩn thận. Cái ga 600 này mình nói luôn các bạn biết nhé, là ga 600 này là gì? Nó nặng hơn không khí tới 1,6 lần. Chính vì thế mà nếu không có gió thì nó gần như là gì? Nó sẽ không bị tự bay đi được như các ga khác. Ga khác là nhẹ hơn không khí thì nó thoát ra khỏi cái là nó bay ngay. Cái ga này nhá, nếu các bạn bị mất ga ấy, nhưng mà trong hệ thống ống cũng như là trong cái khoang lốc máy này nó vẫn còn tồn dư một phần ga nhỏ R600. Thì khi các bạn mà không hiểu biết, các bạn không hút bảo đi ấy, các bạn châm lửa vào để nhổ những cái ống này ra thì nó cũng có thể gây nổ bùm rất là mạnh, gây nhiều khi làm chúng ta giật mình. Đấy là đấy. Còn nếu thực tế theo như kỹ thuật đúng của nó ấy, nước ngoài người ta làm ấy, thì các bạn hút chân không, các bạn có phải dẫn cái khói của cái máy hút chân không ấy, cách xa ra xa thì 5 mét. Đấy, theo như nước ngoài người ta hướng dẫn, các chuyên gia hướng dẫn, mình đã từng tiếp xúc với các chuyên gia nước ngoài người ta hướng dẫn về làm cái KR600A này. Đấy, chứ còn thông thường thì các bạn mình khuyên là các bạn là gì, chúng ta nhấc các đầu ống này bằng phương pháp là có thể chúng ta sẽ cắt ra, cắt cái ống ra thì chúng ta cắm máy vào hút tất cả các đường ống để cho ga tồn dư nó bay ra. Đấy, còn nếu không các bạn cứ tưởng là máy bị hết ga rồi thì lấy đâu ra ga, nó các bạn châm lửa trực tiếp vào những cái đầu ống, nhổ những cái đầu ống này ra thôi thì nó sẽ gây nổ rồi. Tuy nhiên là với cái lượng ga như vậy thì không nổ chết người được, nhưng mà có thể nó gây nổ tắt cả màu hàn cũng như là gây ra một cái tiếng nổ mà chúng ta sẽ cảm thấy là giật mình. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành chuyển qua rửa cái dàn nóng. Rồi bây sau khi mình kết nối xong thì mình sẽ tiến hành tiếp tục là chúng ta sẽ rửa cái dàn nóng. Thì các bạn thấy ở đây là gì? Đối với cái đầu ống của cái dây ga này này thì nó vừa cái ống 6 đó. Cái ống của dàn nóng thường nó là ống 4. Thì các bạn có thể sử dụng cái đai siết, các bạn siết như này thì các bạn sẽ không bao giờ phải hàn. Các bạn sẽ không bao giờ phải hàn bất kỳ một cái tư sạc nào. Đôi khi nó sẽ gây mất thời gian.
Đấy, thì các bạn có thể làm theo cách của mình. Mình sẽ dùng cái đai siết mình siết ở bên này. Ống 6 thì chúng ta cắm vừa luôn. Ví dụ các bạn rửa cái đường dàn lạnh ấy, các bạn cắm vừa luôn. Nhưng mà ống 4 thì nó nhỏ hơn thì các bạn dùng cái đai siết các bạn siết vào như này. Rồi. Thế còn cái đầu ống này ra các bạn sẽ cắm hồi về cái ca xăng như này luôn. Đây các bạn cắm cho nó chạy về ca xăng luôn như này. Rồi mình sẽ cắm điện vào. Đấy. Các bạn sẽ thấy là gì? Sau khi bơm nó bơm lên thì nó sẽ chạy về luôn như này. Đấy. Các bạn sẽ dùng cái, tại sao mình dùng cái dây tiêu này? Vì dùng cái dây tiêu này thì cái đầu xăng ra nó phọt không được mạnh thì chúng ta sẽ dẫn về nó êm ái hơn. Là chúng ta hứng trực tiếp, chúng ta hứng trực tiếp cái đầu này vào ca xăng ấy, thì nó thường nó phun mạnh. Nó sẽ sủi ngục lên. Dàn nóng thì nó tốn nhiều xăng hơn, ra sẽ bổ sung một chút xăng vào đây. Mình thấy là rửa xăng rất là hiệu quả và chi phí cũng rẻ. Để vệ sinh một cái hệ thống chúng ta chỉ mua hết tầm vài chục nghìn xăng thôi. Đây, mình mua 100 nghìn mà mình còn rất là nhiều. Nhưng mình sẽ không đổ hết. Mình sẽ dùng dần. Và cái xăng này sau khi nếu nó không bị quá bẩn thì các bạn có thể đổ trả về xe máy, chúng ta vẫn dùng bình thường. Không ảnh hưởng gì các bạn nhé. Mặc dù là nó có hòa tan một chút cái dầu máy lạnh vào đây nhưng cũng không ảnh hưởng gì đâu. Đấy, các bạn cũng chạy cho mình khoảng tầm 3-5 phút. Rồi, như vậy là vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn một cái dụng cụ để vệ sinh hệ thống lạnh khi mà nó bị chết lốc, dầu đen. Cũng như là chúng ta muốn vệ sinh sạch sẽ cái hệ thống lạnh để cho nó đảm bảo an toàn khi chúng ta thay thế lốc máy mới. Rồi, quay trở lại với cái tủ lạnh bị chết block như này. Thì sau khi vệ sinh sạch sẽ cái dàn nóng dàn lạnh bằng cái bơm xăng như mình đã chia sẻ với các bạn. Đấy, rồi thì là cái ống đồng. Mình đã uốn một cái ống đồng thay thế cho cái ống sắt bị hư hỏng như này và đã thay thế block mới. Thì các bạn thấy là gì? Đấy, hiện tại thì máy đang chạy. Nhiệt độ ở trong ngăn đông hiện tại mình đang đo là được âm 24 độ, âm 24 độ. Đấy. Đấy thì các bạn thấy là gì? Cái hiệu quả của cái việc chúng ta vệ sinh dàn lạnh cũng như là dàn nóng khi mà máy xảy ra hư hỏng mà dầu bị bẩn như vậy thì mình thấy là sử dụng bơm xăng để rửa hệ thống rất là hiệu quả, rất là dễ làm. Mình đã làm khá là nhiều năm rồi và mình thấy là nó rất ok nên mình chia sẻ cho anh em. Và em chỉ cần lưu ý là khi mà chúng ta xử lý xong thì chúng ta cứ để nó khoảng tầm 15 phút. Bật quạt thổi khoảng 15 phút thì nó bay hết hơi xăng đi thì chúng ta sẽ hàn xì thoải mái vệ thống. Đấy. Thì các bạn nói là gì? Như mình đã chia sẻ video clip trước ấy thì chúng ta có hai cách chốt ga. Một cách là chúng ta dùng tia sạc, hai là chúng ta có thể hàn. Nếu bạn nào có khả năng làm an toàn. Nếu không tốt nhất các bạn nên sử dụng tia sạc như mình đã chia sẻ video clip trước. Đây các bạn thấy đây, mình hàn đấy. Bạn thấy mình hàn ok có sao đâu, mình vẫn có thể hàn và có thể dùng tia sạc. Đây, sử dụng lại cái nút đậy nó cho đẹp. Đấy. Đấy các bạn thấy đây, đây. Đấy, mình đều hàn hết. À, hiện tại máy đang chạy ok rồi các bạn nhé. Độ ngăn đông âm 24 độ. Rồi như vậy là mình chia sẻ cho các bạn về cái dụng cụ để chúng ta giúp chúng ta có thể vệ sinh hệ thống tủ lạnh điều hòa một cách đơn giản và hiệu quả. Khi chúng ta vệ sinh sạch sẽ như vậy thì hệ thống máy chạy sẽ không xảy ra vấn đề bị tắc cáp được. Chính vì thế mà cái lốc chúng ta thay vào sẽ đảm bảo chạy yên tâm, không sợ bị hư hỏng lại. Cũng như là máy chạy thông thoáng thì cái dòng làm việc nó sẽ nhẹ tải cho máy nén. Rồi, mình xin kết thúc video chia sẻ ở đây. Các bạn nào thấy cái chia sẻ của mình hay và hữu ích nhớ là ủng hộ mình. Các bạn nào chưa phải là thành viên thì nhớ đăng ký kênh để nhận được những chia sẻ mới nhất từ kênh của mình. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video chia sẻ tiếp theo của mình. Thân ái chào các bạn.